Xin chào Phạm Thị Xuân Châu. Xin chào Đông Vi. Xin chào anh Hoa Bình Trần, anh có khỏe anh Hoa Bình Trần à? Xin chào chị Mai Dương. Chào Ngọc Anh Trần. Với cái việc mà bọn chúng kêu gọi biểu tình, cái đám dân chủ quậy cùng với đám phản động ở hải ngoại, nó kêu gọi biểu tình từ hôm mùng 2 cho đến mùng 4 tháng 9. Bây giờ đó là 21 giờ 23 phút rồi. Nhưng không có việc biểu tình xảy ra như ý bọn chúng mong muốn. Cái điều đấy điều rất là đáng mừng cho đất nước của chúng ta cũng như toàn thể đồng bào nhân dân trong cả nước. Còn đối với việc ngày mai là mùng 5 tháng 9 toàn quốc khai giảng và hưởng ứng cái phong trào toàn dân đưa trẻ đến trường, Dương Vi cũng cho con gái Dương Vi đến trường nhập học. Và cái việc mà bọn chúng sẽ kêu gọi biểu tình vào ngày mùng 5, cái đó bọn chúng ít kêu gọi, nhưng bọn chúng có nhắn tin với nhau qua Messenger và thành lập những cái hội nhóm kín kêu gọi ngày mai cái đám dân chủ phản động, dân chủ quậy ở trong nước ấy, nó sẽ dùng băng rôn biểu ngữ để treo ở các cổng trường hoặc xa xa các cổng trường một chút. Nó tùy vào cái lực lượng an ninh và công an của các địa phương, người ta canh giữ ở các cổng trường để đảm bảo cái trật tự an ninh ở đó, đặc biệt là phân luồng giao thông. Chính vì vậy ở ngay cổng trường thì bọn chúng sẽ không thực hiện, nhưng bọn chúng sẽ thực hiện cách đó khoảng 50m hoặc 100m, tùy địa điểm thôi. Chính vì vậy thì Dương Vi mong muốn bà con nhân dân trong cả nước ấy, đặc biệt là những cái điểm nóng ở khu vực miền Trung và miền Nam, Tây Nguyên, đối với những khu vực đó thì bà con nhân dân chúng ta khi thấy bọn chúng treo băng rôn biểu ngữ lên thì chúng ta không nên vào đó để xem làm chi cả. Bọn chúng lợi dụng cái việc treo băng rôn biểu ngữ, bà con hiếu kỳ vào đó xem thì chúng sẽ dùng loa phóng thanh các thứ kêu gọi kích động bà con nhân dân tham gia vào cái đoàn biểu tình của bọn chúng bằng hình thức là phản đối cái chữ viết, ngôn ngữ chữ viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền. Như cái level stream khác của Dương Vi á cũng nói về cái ngôn ngữ chữ viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền này. Đối với cái ngôn ngữ chữ viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền thì không đưa vào cái chương trình giảng dạy ở tất cả các bậc học của phổ thông, từ tiểu học cho đến cấp 3. Chính vì điều đó bà con nhân dân chúng ta thật sự cảnh giác, bởi vì các thế lực phản động ở hải ngoại cũng như ở trong nước ấy, chúng dùng đủ mọi phương pháp, thủ đoạn, cách thức để chúng xuyên tạc, kích động, lôi kéo bà con nhân dân chúng ta ở trong nước để tham gia cái việc biểu tình của bọn chúng. Vâng, chào chị Nguyễn Rosa. Chào chú Thế Linh Hoàng. Trong cái thời gian từ hôm mùng 2 cho đến hôm nay là mùng 4, lực lượng an ninh trong cả nước ấy, bắt giữ rất là nhiều tên hay live stream và kêu gọi bà con nhân dân tham gia biểu tình chống phá đảng, nhà nước. Cái điều đó cũng rất là đáng mừng, là một tín hiệu nhà nước thắt chặt hơn về cái việc bảo vệ cái an ninh trật tự qua không gian mạng. Chào Khoan Đố, chào Bùi Thị Phượng. Thì trong cái việc mà ngày mai tất cả các trường trong cả nước người ta đồng loạt khai giảng vậy, thì các thế lực thù địch nó sẽ dùng nhiều cái phương pháp, phương thức để kêu gọi kích động như lúc nãy Dương Vi cũng đã nói nêu ở trên. Chính vì vậy bà con nhân dân chúng ta thật sự cảnh giác và lưu ý cái vấn đề đó. Bọn chúng có thể sẽ sử dụng những cái thủ đoạn để gây sát thương cho bà con, chính những người mà chúng lôi kéo được để tham gia cái việc hiếu kỳ đến xem bọn chúng hô hào kích động để biểu tình chống phá nhà nước. Cái đó
thì chúng sẽ lợi dụng vào việc đấy để gây sát thương, từ đó kích động gây bạo loạn ở một số nơi, một số khu vực, gây bất ổn an ninh chính trị. Anh Hòa Bình Trần này, Phạm Hòa Bình thì nghe được cái thông tin là nó ở bên Đài Loan anh ạ. Còn Trinh Lê thì đang bị công an tạm giữ để làm việc. Biển Mặn thì hôm nay cũng đã được công an mời lên uống nước chè. Còn duy nhất một người nữa hay live stream vào ban đêm buổi tối khuya, đó là Daniel. Đối với cái tên Daniel này này, thì cái phương thức thủ đoạn của hắn khá là giống với cái cách thức live stream và kêu gọi của tên Xiêm Thái. Chính vì vậy cái này phải cơ quan an ninh điều tra người ta phải làm từ từ để thu thập đầy đủ mọi chứng cứ sẽ tóm cổ hắn luôn. Chào Đinh Hiệu, chào anh Trần Hảo Nam. Hai ba hôm nay Dương Vi không live stream được ấy, bởi vì cái nick này của Dương Vi bị người ta zip. Khi live stream đang live stream ấy, tự nhiên bật lại, tắt nguồn, khởi động lại, hoặc là bật trở về Facebook về trạng thái ban đầu. Chính vì vậy Dương Vi không thể live stream được, chỉ theo dõi tất cả các diễn đàn anh em qua bằng Facebook này với một số Facebook khác nữa thôi. Đối với cái việc mà bọn chúng kêu gọi biểu tình ở hải ngoại, cái đám Tân Thái, Benny Trương, chúng thường xuyên thay đổi cái diễn đàn cái giờ. Có nghĩa là Xiêm Thái, Tân Thái live stream hết khoảng 4 tiếng hoặc 3 tiếng này. Sau khi kết thúc cái live stream của Tân Thái, tiếp tục đến Benny Trương. Benny Trương live stream khoảng 2 giờ đến 4 giờ vậy. Thì nghỉ khoảng 15-20 phút, tiếp tục lại đến lượt Tân Thái live stream. Mà rất là nhiều anh em, anh chị em ở trong nước tối hôm qua xem hai cái live stream của Tân Thái với là Benny Trương đến 3-4 giờ sáng. Nhưng đối với cái việc mà bọn chúng kêu gọi bà con nhân dân ở trong nước xuống đường biểu tình vậy, thì chỉ có đám dân chủ cuội nó hưởng ứng thôi. Mà nhiều bà con nhân dân ở trong nước người ta vô tình, thế người ta chia sẻ vô tình vào đó coi, cũng lên comment chửi cái đám này rất là dữ dội. Vâng, Huỳnh Trường Ca cũng bị công an mời uống nước chè rồi anh Hòa Bình Trần. Đối với cái danh sách của đám dân chủ cuội thì lực lượng an ninh người ta nắm rất là rõ. Chính vì vậy thì chúng ta chỉ lên phản bác lại những cái luận điệu xuyên tạc vu khống bịa đặt của bọn chúng thôi. Còn việc tiếp theo sẽ được cơ quan an ninh điều tra người ta làm rõ cái động cơ mục đích của bọn chúng. Em mời anh Hòa Bình Trần lên chia sẻ một lát, lâu lắm không gặp anh. Đối với Dương Vi thì tin rằng bà con nhân dân ở trong nước ấy, từ sau khi xảy ra ở Bình Thuận đến nay thì bà con nhân dân ở trong nước người ta hết sức là cảnh giác, thậm chí còn căm thù cái đám xuyên tạc phản động ở trong nước, cái đám dân chủ cuội này một cách rất là sâu sắc. Bởi vì cái đám dân chủ cuội trong nước này kết hợp với cái đám phản động ở hải ngoại, cái đám Ba Sọc, Việt Tân này, cùng với Triều Đại Bịp đã làm xáo trộn cái tình hình an ninh kinh tế chính trị xã hội của đất nước trong cái thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 vừa qua. Nên nhân dân trong nước, đặc biệt là các tầng lớp nông dân và là công nhân, người ta bị ảnh hưởng về cái việc sản xuất kinh doanh rất là rõ rệt. Chính vì thế bà con nhân dân
Khi nhắc đến cái đám này, người ta lại hận thù hơn. Dương Vi cảm thấy thế cũng là một cái điều rất là tốt. Chào anh trai, khỏe chưa? Khỏe em, chào em, chào mọi người trên diễn đàn của em luôn nha. Dạ. Hôm nay cũng vừa đi làm cũng vừa trông ngóng tin tức của anh em coi trong nước mình nó có gì không. Còn ở miền vòng vòng miền Tây này thì miền Tây Nam Bộ thì ổn, kể cả cái thành phố lớn Cần Thơ cũng không có gì xảy ra hết. Ra cũng nghe được cái tin bắt một số cái tên phản động ở trong nước đó. Cái gọi là mấy người dân mà nghe không, cũng không phải là phản động gì mấy mà cũng theo nghe lời người ta đó, rồi cũng lên diễn đàn live stream đồ này nọ đồ, thì bắt mới cũng mừng rồi, khỏe luôn. Chào chú Cao, chào chị Diệu sao? Em thấy bắt cái danh sách, bắt cái đám đó nó còn phải tiếp nối dài dài anh ạ. Cái đám lên diễn đàn này nó chỉ là bề nổi thôi, còn những cái kẻ đứng đằng sau đó, một số đang ở trong nước này này, trước sau thì cũng bị bắt anh. Quan trọng là cái việc ngày mai ấy, bà con nhân dân đưa trẻ đến trường. Đấy, à, mình lưu ý một chút là được. Đấy, tuyên truyền giờ nhìn nói chung là mình cũng không có rành gì Facebook, mà cứ mỗi lần lên diễn đàn của mấy người phản động Benny Trương, người Tân Thái, rồi một số người phụ nữ nữa cũng không nhớ tên, mày vô ngồi đó mà tưởng y như thiệt. Tụi này nó nói chuyện vô đó hồi giống như là bị nó thôi miên luôn. Mình đi đây mình tức mình chửi, mình mời xin khách mời mời lên, mình nói vài câu rồi nó cho mình xuống ngồi ở dưới rồi nói, để tới chắc không vô tụi nó đâu. Nó nói y như thiệt. Thì nó nói làm gì mình cũng giật mình đó chứ. Ngày mà tới chuyện rồi giống như nó lật đổ cộng sản tới nơi. Nó tình hình mình thấy trong nước còn thấy im ru rồi, tụi này nói ghê quá vậy trời. Giờ bữa nay đó tới ngày 4 tháng 9 nữa lòi mặt nạ tụi nó ra hết, dùng đồ âm binh. Mình cũng khùng, mình đi tức tụi nó làm chi chứ không biết. Bữa nay tháng 9 cũng tập trung anh em lại, mày theo tao ăn lễ đi, rồi đây coi có chỗ nào biểu tình cái gì đó đụng ra cầm máy quay cái mặt tụi nó hết. Thấy mà tụi nó mà đập người nào, đập công an gì phóng vô đè chối nó lại hết cho tao. Cuối cùng không có gì xảy ra chứ. Không có gì anh ạ. Chỉ sợ kéo ngày mai bọn nó thực hiện cái mưu đồ là kéo băng rôn và khẩu hiệu xong cầm loa tay nó hô hào một chút. Cái việc đó thì em ngại ngại cái việc đó thôi. Còn cái việc mà bọn nó kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình để kêu để làm những cái việc như mùng 10 tháng 6 vừa rồi ấy, thì không có chuyện đó xảy ra, bởi vì bà con người ta cũng lộ biết cái bản chất của bọn chúng rồi. Làm gì? Nó lại nãy em nói lại trường học nó làm gì, nó mục đích nó, khẩu hiệu của nó là gì? Khẩu hiệu của nó là phản đối ngôn ngữ chữ viết của phó giáo sư tiến sĩ Mùi Hiền. Nó có cái ông Mùi Hiền đó trường thì học cũng... có đem cái ngôn ngữ chữ viết đó vào để giảng dạy đâu. Anh thì không có nghe ấy, nhưng mà đại khái cái báo chí đồ đăng cái chữ cải cách của ông Mùi Hiền đó thì thôi, ổng là cái nhà nghiên cứu nhà khoa học thì ổng cứ làm theo chuyện của ổng. Còn cái đó mà có được đưa vào thực tế hay không, đưa vào đời sống hay không thì còn do mà các bộ ngành của mình việc giải quyết nữa. Nhưng mà theo anh nghĩ thì khó khăn lắm chuyện đó. Trời, ai đâu mà chấp nhận, dân không chấp nhận đâu. Nội mà chỉ cần mỗi lần em đổi số điện thoại thôi, đổi cái đầu số điện thoại thôi, của cái điện thoại gọi là cố định, điện thoại bàn. Còn cả một vấn đề, bản hiệu người ta ghi vô tùm lum tùm lê, mỗi lần đổi đâu phải dễ. Còn cái chữ đó là sao mà đưa vô được, trời. Đọc biết đường đâu mà đọc, phải không? Cả một cái hệ thống chính trị, cả hệ thống giáo dục phải thay đổi hết lại hay là sao? Biết đường đâu mà đọc, phải học lại biết chừng nào. Còn nếu mà có đưa vô học thì cũng một năm trước hè gì đó, người ta cũng đưa giáo viên đồ đi học đồ này nọ đồ hết mới về dạy ra được. Mà có ai đâu mà nghỉ hè có giáo viên nào đi học có cái đó đâu mà đưa vô dạy được. Nếu mà đưa cái đó vào học ấy, thì chắc chắn anh em mình cũng được đi học luôn cùng với đám giáo viên kia luôn. Rồi ba cái hồ sơ giấy tờ sách vở đồ hồi xưa giờ thay đổi sao? Tại chắc nghèo đất nước rồi luôn á. Đúng rồi, anh Trần Hảo Nam nói đúng đấy, bọn nó xuyên tạc lợi dụng đó, bọn nó xuyên tạc để kích động bà con nhân dân, những người người ta chưa nắm về cái chương trình
cái chữ viết, ngôn ngữ chữ viết của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền này thôi. Thì cái vụ Bùi Hiền này lâu dữ lắm rồi, kể cả cái bà gì nè, bà cũng cũng lên, bà cũng nói cái gì đó, bà cũng bị người ta ném đá dữ lắm. Cái bà nào mà mới Chào dùng Hà cái Trung từ Tiên. trên báo không tên không đúng. Anh bây giờ thấy hổm rày đi anh, sao mà cái bây giờ anh vô cái Facebook mình tìm mấy cái chỗ cái diễn đàn của mấy người phản động để anh vô coi coi tình hình coi nó chế kêu sao, nó đỡ bằng cách nào. Ví dụ mà hổm rày không biểu tình vô không được, không thấy thân thái thân gì Thế lại kêu vô. này, cái đám Tiger hay ghét các thứ vậy, nói bảo là thôi thì mùng 2 đến mùng 4 không biểu tình, nhưng mà bọn chúng ta cứ quậy như vậy để cho cái đám dư luận viên này, đám AK47 cùng với an ninh ở trong nước ấy, mệt mỏi vì với chúng ta cũng là một cái thành công rồi, nên bà con nhân dân trong nước cứ hay làm livestream kêu gọi nhiều vào, hô hào nhiều vào, biểu tình không quan trọng. Mùng 5 xuống đường được thì xuống đường, không xuống đường thì chúng ta lại tiếp tục livestream kêu gọi bà con đấy, để phản đối Đảng Cộng sản ta quyền, bọn nó nói xuyên tạc vậy đó. Tụi này nó mang nhục rồi ơi, tới thiệt chứ em trai với đẹp, tới tao cũng là biến vô cái vụ này. Không chắc tao thấy cái tình hình này không có đúng, À, là mình nhiều thật lúc tiến lên. dở thiệt, nhiều lúc tao giật mình nó chạy tại trời kiểu này chết là thấy ngay người trong nước nữa chứ, trong nước lên làm có người đưa mặt ra luôn nha, có người giấu mặt, có người đưa mặt ra nói chuyện, cũng dân miền Nam cũng có, miền Bắc miền Trung cũng có, nói Đúng kiểu nhiều rồi. điểm cái tình hình căng quá. Hai vợ đâu có À, cái gì mà xảy ra mấy đâu. mấy bố ở hải ngoại mình có biết là mấy ông giấu mặt ở trong các diễn đàn, các bố ấy, người ta lên nói vậy cài á, không khéo toàn an ninh mạng của Việt Nam hết thì sao? Các ông ấy nhớ cứ nói bảo là ồ, làm theo cách thức này hay đấy, tốt đấy. Hóa ra mấy ông lên tìm cách phá lại, chơi anh ấy như kiểu anh ấy chơi vòng 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 đến chốt lại làm bụp cái té ngửa ra. À, định hướng Định hướng viên viên. cái bây giờ thì thấy cái bây giờ bắt đầu mới hiểu rõ là cái nói chung thì anh cũng thừa biết là cái bộ máy an ninh này họ nắm chặt rất là chặt, nhưng mà tại sao mình cũng có suy nghĩ tại sao mà tụi này nó đưa cái mặt lên để nói nhiều cái này hoài, rồi sao mà để làm thinh, cho nên tính qua bên Đồng Tháp điện cho mấy thằng em bên Cao Lãnh hỏi Trương Ca nó ở đâu, cái ông Quỳnh Trương Ca. Rồi có số người nói bán đồ la ở cái chợ ở bên gì Phong Mỹ bển Trần Quốc Toản, nói ơn vậy được điện cho trường dân em anh bển bữa nào qua nhậu với mày, lại gặp ngay đó luôn. Rồi ở đầu kêu con nhỏ kia nó rành về cái vụ Facebook này nè, nó mới lấy cái clip 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 nó đưa cho mình, rồi gặp ổng hỏi ổng coi ông là cái gì mà tôi lên trên mạng tôi thấy ông kiểu này kiểu nọ, rồi sẵn lại công an xã đồ luôn đưa ra. Mày có ngờ đâu mình nhiều lúc cũng cũng ngu, cái đó người ta nắm nhiều hơn mình nữa, mình đưa làm gì rồi anh bắt mẹ làm bị thất vọng. Anh là cái việc đó thì an ninh người ta sẽ làm, còn anh em mình chủ yếu là lên đây phản biện với lột cái bộ mặt xuyên tạc phản động của bọn chúng để cho bà con nhân dân ở trong nước biết, còn cái việc đằng sau đấy an ninh người ta khi nào cảm thấy những cái vị đó vi phạm và những cái điều đặc biệt nghiêm trọng như điều 79, điều 88 hay gì gì đó thì lúc đó cần ra tay thì lực lượng an ninh người ta sẽ mời hoặc đến tận nơi bắt những cái kẻ đó Long người Nguyễn ta à, chống để đọc nhằm. này, thành phố Hồ Chí Minh tốn 30 tỷ đồng điều động 7.000 quân để chống biểu tình ngày 2 tháng 9, phỏng vấn an ninh thành phố Hồ An về biểu tình 2 ngày 9. Ôi nói vậy nói chung là nè, để nói cho bồ nghe nè, à ngày 2 tháng 9 nếu như không có cái cần không có cần không cần có cái vụ mà kêu gọi biểu tình thì lực lượng công an họ vẫn cắm trại 100% quân số trực chiến, hiểu chưa? Để làm cái gì? Mục đích là giữ gìn an ninh trật tự, là làm an toàn giao thông đó, để cho bà con vui chơi ngày lễ, chứ không có cần không tôi không biết là tốn tiền bao nhiêu, nhưng mà bây giờ khi suy nghĩ đi, mỗi một người mỗi một đồn công an vậy là quân số bao nhiêu, rồi tất cả các cái thì nhà nước vẫn phải trả lương hàng ngày hàng tháng thôi, họ làm nhiệm vụ họ thôi,
cùng Đúng lắm thì chi rồi. thêm mớ tiền xăng để đi tuần tra vậy thôi, chứ có cái gì đâu mà phải tốn tiền. Mà tốn tiền cái này, nếu mà tốn tiền thì cũng phải là đồng tiền đó là tiền thường xuyên thôi, chứ đâu có Thì phải là sau gì đâu quan trọng. sau ngày trực mùng 2 tháng 9 ấy thì cái lực lượng người ta sẽ được tráo đổi ngày nghỉ với nhau, thì quân số nó giảm xuống, ngày thường trực khoảng 70%, ca ca sau lại được nghỉ, đẩy ca Cái trước, đó là nó là nó tráo đổi nhau thôi. nó là nói có lực lượng công an đó nha, gọi là công an thôi, trong đó có công an thì nó có khối cảnh sát, khối an ninh đó, về một số cái quân gọi là cái trung đoàn cảnh sát cơ động, còn quân đội thì chưa có đụng chạm gì, chưa nhúc nhích gì, không có dính gì tới quân đội, vẫn là ở mỗi đơn vị thì vẫn cứ hàng ngày cũng vẫn tập luyện thao trường, vẫn thế này thế nọ để lo công chuyện quốc phòng thôi, chứ chưa dính líu tới biểu tình. Lực an ninh cơ sở thôi đã là đủ làm cái chuyện này, đánh tan mọi âm mưu phản động Chào Công Hoa. đó, đập tan mọi cái xuyên tạc của thế lực thù địch. Đâu phải Đúng là không? mấy ông kêu gọi biểu tình kiểu này kiểu nọ gì thôi, chứ không ảnh hưởng gì tới 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 quốc gia nữa, cho cái ngành an ninh người ta làm việc của người ta, công an người ta làm việc vậy thôi. Thí dụ an ninh các thứ, công an an ninh của một số địa phương nóng thì người ta sẽ được lãnh đạo của tỉnh thành phố người ta chỉ đạo sát sao hơn, còn một số nơi như chỗ em chủ yếu là bà con nhân dân các tự tuyên truyền với nhau rồi, chứ chưa nhờ đến chính quyền các thứ. Còn công an các thứ người ta phụ trách địa bàn, người ta chỉ nắm, nếu mà có trường hợp đấy có khả năng xảy ra thì lực lượng đó sẽ có mặt ngay đấy. Mà đặc biệt là cái công an viên các tổ tổ tự quán này anh, cái tổ tự quán mà người ta tình nguyện tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ấy, làm việc cũng rất là hiệu quả anh ạ. Nên đừng có hò hè việc mà thằng nào live stream live chiếc nói phản động phản Xả biết, lũ là người nè, nó dân người ta đến thì chứ đừng có nói đến an ninh. cộng sản xả lũ giết dân ha, Long Nguyễn Thanh. Tôi thấy ở bên Mỹ nó cũng bể cái đập này bể cái đập nọ tràn tùm lum đó, cộng sản những cái đó ơi trời, đập thủy điện là để phục vụ cho nhân dân, còn cái chuyện mà nó có sự cố hay là dở hay gì đó thì chuyện đó chuyện sự cố thôi, bình thường ai lo, cuối cùng có mưa có lũ có sự cố về lũ lụt rồi nọ thì cũng lực lượng quân đội với lực lượng công an lo cho dân chứ ai lo. Nói vậy nói kỳ, nói vậy nói không đúng, Long Thanh Nguyễn nói không đúng rồi, nói sai rồi. Long Nguyễn Thanh này là tên cực kỳ là xuyên tạc vu khống bịa đặt đó anh, theo diễn đàn của em lâu lắm rồi. Nói cái gì cho người dân người ta tin đó, người ta nói, còn nói cái đó nói sai bét cái rồi. Vừa rồi là Lào đó nó dở cái đập đó thì nói ai, À mà ít nữa có khả năng theo TV dự báo ở Nhật Bản có một cơn mưa với gió bão cực kỳ to. Cái vụ đó chắc là Cộng sản Việt Nam làm luôn hay sao ấy, Long Nguyễn Thanh ạ. gì nó cũng có cái ngoài ý muốn mình trơn đó, là sự cố nó xảy ra thì phải chịu phải khắc phục thôi, còn nếu mà không có làm À, cái đập thủy điện chị gì Nguyễn nữa Vũ thì Sơn là cũng đúng. đủ điện để cho nhân dân trong nước sử dụng, rồi không đủ điện để sản xuất kinh doanh nhiều cái nhà máy nữa, thành ra là cái đập thủy điện thì người ta làm đó, Chào cho Công Hoàng dân thôi Nguyễn. chứ gì đâu. Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng hạn chế làm mới đập thủy điện rồi, làm bằng cái nguồn điện gió. Bây giờ về miền Tây tôi đi đi về dưới 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 Trà Vinh rồi gì đó đường xuống Cà Mau là Bạc Liêu đó, bây giờ ngoài biển người ta kinh người ta làm mấy cái giống như cái quạt gió đó, quạt gió điện đó em, với mấy cái cột ở ngoài biển đó nhiều lắm, cái đó thì nó sạch nha, nó đỡ dạng như môi trường đồ êm hơn, nó không có chứa nước, không có nguy cơ bể đồ, thì từ từ nhà nước cũng lo cái chọn cái phương án nào tối ưu nhất lo cho dân thôi. Em thấy ấy, nhà nước người ta có khả năng xây dựng một cái này lên, cảm thấy nó không phù hợp hay là nó gây bất lợi cái này cái kia thì người ta đang tìm cách để khắc phục và giải quyết vấn đề đó triệt để. Nhưng mà cái đám dân chủ cuội cùng với đám phản động ở hải ngoại ấy, nó lợi dụng vào việc đó để xuyên tạc vu khống và nó quy chụp cho cả chế độ, cả nhà nước mình làm cái việc này như thế này, việc
kia như thế kia nó không đúng. Lấy tỉnh chế độ, lấy khỏe đập yếu, bà con hãy chuẩn bị tinh thần. Nó sầm sàm tinh thần thì nó chuẩn bị tới cỡ nào nữa, chuẩn bị từ ngày 2 tháng 9 tới 4 tháng 9 đủ chưa, qua cái này tới vụ gì nữa đây, qua vụ này tới vụ chữ Bùi Hiền chứ chưa thấy vụ gì chứ. Tỉnh chế độ trong nội thôi. Đấu tranh mấy cha ơi, mấy cha Long Thanh Nguyễn, mấy cha phản động, mấy cha có cái miệng không, với có hai cái có mấy ngón tay bấm bấm trong cái đầu, cái gì mà đấu lật, cái gì mà lật. Cộng sản bây giờ nó họ khôn lắm, đảng nhà nước khôn lắm, họ không có cần cái làm bằng nói bằng cái miệng để chống là mấy ông đâu, mà họ hành động lo cho dân, lo tốt cho dân càng nhiều càng tốt, là động đảng cộng sản vững chân à, không cần gì khác hết chứ. Đúng không? Hai quốc gia rào cản. Em thấy cái ông Đảng Cộng sản mình ấy, có cái này rất là hay này, anh Hòa Bình Trần này. Người ta nói đi đối với làm luôn anh ạ. Đấy. Nói là đồng thời là thực hiện bằng thực tiễn luôn, thực tế luôn. Thí dụ như ở chỗ em nhé, bảo nông dân nghèo ấy, không có tiền sản xuất, làm hồ sơ vay vốn đi ngân hàng chính sách sẽ giải ngân để chọn lấy nó bao đấy, nhiêu đúng. còn hộ trung bình khá nhé, muốn mua trâu mua chiếc mua ô tô ấy, làm hồ sơ đi đến thẩm định đủ điều kiện cho vay cho ông kinh doanh sản xuất làm giàu đấy, miễn là đảm bảo cái nguồn vốn không mất cái gốc cho ngân hàng và nộp lãi đầy đủ thì ok đó. Người ta nói đi đôi với làm, giải ngân om xì đòm hết cả lên Long Thanh Nguyễn cái điều nè, đó mình. nói cho Long Thanh Nguyễn nghe nè, đừng có nói dụ mà Việt Nam với Trung Quốc nói hoài chán quá à. Anh Việt này Hòa Bình Trần Đích Cần ạ. Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và nhân dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam bây giờ đầu tư tiền bạc vô cái chuyện mà nó giống như là mua sắm các khí tài hiện đại, tàu ngầm, tên lửa bầy sói, mua tất cả các cái vũ khí hiện đại để nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam, là biết là gì, bảo vệ đối với ai không? Đầu tiên là đối với Trung Quốc đó. Cái chuyện đó ngấm ngầm ai cũng phải hiểu cái chuyện đó. Sắm trang thiết bị quân sự hiện đại là đầu tiên hết là để chống với Trung Quốc đó. Mà nó bảo vệ bình yên biển đảo này nọ là cũng 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 nói Trung Quốc đó, nhưng mà không thể nói cái tên ta ra được. Mình chuyện mình làm mình biết. Nói vậy thôi chứ làm gì mà có chuyện mà Việt Nam Cần gì phải nói ra đúng không? thì Không cần phải nói ra việc đó thì nhân dân còn biết, huống chi chẳng qua cái đám dân chủ cuội nó biết rồi nó cố tình nó xuyên tạc. ngày thành công của chúng ta là bây giờ nè, ông đấu tranh phải có đường lối, phải có bài bản, phải có kế hoạch. Như vậy theo cái ông Long Nguyễn nè, mấy ông kiểu kiểu này thì mấy ông tới chừng nào, tới chừng nào cộng sản lật đổ được, ông nói tôi nghe coi, lật đổ được cộng sản, hoặc là tới chừng nào đất nước Việt Nam này về tay Trung Quốc, cái lộ theo của các ông là lộ trình của các ông là tới chừng nào, mấy ông cho cái thời gian đi. Long Nguyễn Thanh này, đối với cái đồng nhân dân tệ ấy, ngân hàng thế giới phép ấy, người ta đã đem cái đồng nhân dân tệ vào dự trữ thuộc khối ngân hàng thế giới rồi nhá. Việc đó giao thương nó chỉ là bình thường, quá bình thường. Các ông đầu đất quá đi mà càng xuyên tạc vậy, bọn tôi càng ghét các ông, mà càng ghét các ông thì ngược lại các ông, cái công cuộc đấu tranh để lật đổ chế độ Đảng Cộng sản ấy, theo tôi là khoảng 400 năm nữa thì các ông có thể lật được, nhưng với cái hành hình thức, với cách thức đấu tranh các ông như vậy, thậm chí là 4.000 4.000 hoặc 40.000 năm sau đi thì các ông may ra mới gái ngứa được cái lông chân cộng sản. Hiểu Nè chưa Long Nguyễn Thanh?
Nói về tiền Trung Quốc đó ha, thì nhân dân tệ nó được thanh toán ở vùng biên giới thôi, giữa Việt Nam với Trung Quốc thôi nha. Ở bên đây nè, tôi là biên giới, tôi từ Việt Nam Campuchia nè, họ vẫn mua bán nhau, thanh toán bằng tiền ria, và sau đó rồi thì mình lấy tiền ria đó mình đổi thành tiền Việt hoặc tiền đô vậy thôi, không có gì Đúng khác. rồi. Còn đồng hóa Trung Quốc mà gọi là cái gì, gọi là đồng hóa đúng không, dân tộc Việt Nam á, thì xin thưa với ông ha, 1.000 năm đô hộ giặc Tàu à, đất nước Việt Nam mà còn nó còn chưa đồng hóa được nữa, đừng nói cái thời buổi mà hòa bình, thời buổi làm ăn, cái xu hướng thế giới làm ăn như thế này mà đồng Công hóa nhận làm cái bạch gì.